Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Venue, một cái dòng xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ A của bên nhà Hyundai vừa mới được ra mắt. Và tại thời điểm này, hầu hết các showroom, các đại lý đã có xe về và đang trưng bày rồi. Tại đại lý của mình cũng đang trưng bày chiếc xe Hyundai Venue phiên bản đặc biệt. Một cái chiếc xe mà khi ra mắt nó sẽ cạnh tranh với cả Toyota Ray, nó sẽ cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Sonet. Với cái dòng xe Hyundai Venue này, hiện tại hai sự lựa chọn cơ bản đang phân phối đó là bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Cả hai đều là sản xuất và lắp ráp trong nước. Có nghĩa rằng nếu anh chị khách hàng mà chúng ta lấy xe và đăng ký ở trong tuần cuối cùng của cái tháng 12 này thì hiện tại vẫn đang được giảm 50% lệ phí trước bạ. Một cái chiếc xe mà sử dụng máy 1.0 turbo, sử dụng hộp số 7 cấp số anh chị nhé. Hyundai Venue 1.0 turbo cho ra công suất cực đại sẽ là 120 Nm tại 6.000 vòng trên 1 phút. Với cái thông số này đạt tại cái vòng tua như thế này thì nó giống với cả chiếc xe Honda City quý chị các bạn ạ. Hyundai Venue tại thời điểm này có cái mức giá công bố, có mức lăn bánh nếu như đăng ký trong tháng 12 như thế nào thì mình xin phép cập nhật qua để anh chị chúng ta xem xét cân đối tài chính. Đầu tiên là Hyundai Venue phiên bản tiêu chuẩn với mức giá đề xuất của bản này là 539 triệu đồng anh chị ạ. 539 triệu đồng, nó là số tự động anh chị nhé, nó không có số sàn. 539 triệu nếu đăng ký ở trong tháng 12 này kịp ở tỉnh sẽ là 569 triệu là lăn bánh. Ở Hà Nội là 595 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 589 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 569, Hà Nội là 595 và thành phố Hồ Chí Minh là 589 triệu đồng. Mua trả góp của Venue tiêu chuẩn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 136 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 160 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 156 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 136, Hà Nội là 160 và thành phố Hồ Chí Minh là 156 theo phương án trả góp. Đó là Hyundai Venue phiên bản tiêu chuẩn. Phía trên bản tiêu chuẩn đó là phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì khung gầm máy móc động cơ thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà nó sẽ khác về những cái option, những cái trang bị anh chị ạ. Giá niêm yết của nó là 579 triệu đồng, nó cao hơn là 40 triệu. Có lẽ là nhiều anh chị khách hàng chúng ta sẽ phân vân là cao hơn 40 triệu thì nó cao hơn ở những cái gì. Thì mình cũng vừa đọc qua, mình có thể kể qua như sau. Ví dụ như là cái công nghệ đèn trang bị của bản tiêu chuẩn của nó là đèn halogen. Thế còn cái phiên bản đặc biệt nó sẽ sử dụng là dạng đèn LED. Bản tiêu chuẩn nó không có cửa sổ trời, bản đặc biệt có cửa sổ trời. Bản tiêu chuẩn nó sẽ không có cái thanh giá nóc, nhưng bản đặc biệt có thanh giá nóc. Bản tiêu chuẩn điều hòa sẽ là điều hòa chỉnh cơ, bản đặc biệt điều hòa là điều hòa tự động. Bản tiêu chuẩn không có cruise control, tính năng ga tự động đường trường đường dài thì cũng rất là cần. Bản tiêu chuẩn thì nó không có, còn bản đặc biệt thì có. Bản tiêu chuẩn của nó sử dụng là 2 túi khí, còn bản đặc biệt sử dụng là 6 túi khí anh chị nhá. Đó là những cái sự khác biệt và nó chênh nhau là 40 triệu. Bản đặc biệt có mức giá niêm yết là 579 triệu, nếu như đăng ký kịp ra hồ sơ đăng ký trong tháng 12 này ở tỉnh sẽ là 611 triệu. Ở Hà Nội là 637 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 631 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 611, ở Hà Nội là 637 và thành phố Hồ Chí Minh là 631 triệu. Mua trả góp Venue đặc biệt này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 148 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 175 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 168 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 148, Hà Nội 175 và thành phố Hồ Chí Minh là 168 theo phương án trả góp. Đó là hai sự lựa chọn, hai phiên bản phân phối tại thời điểm này của Hyundai Venue. Xe đã về các showroom, các đại lý, anh chị chúng ta có thể qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế. Một cái chiếc xe mà sẽ cạnh tranh với cả Toyota Ray, sẽ cạnh tranh với cả Kia Sonet. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm, chúng ta cần thêm bất cứ một cái thông tin nào đó cụ thể, chi tiết hơn nữa, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.